Chào các bạn, Tâm quay cho các bạn ở video này sẽ là ba mẫu mới về động vật. Thứ nhất là gia đình hổ, mẹ con hổ nè. Thứ hai là mẫu đôi hạc á, chim hạc. Thứ ba là mẫu đàn gà. Rồi Tâm vô vấn đề chính luôn. Mẫu đầu tiên là mẹ con hổ, thì mã là 94710, ngang 65, chiều cao là 40 cm. Đây là cuốn hướng dẫn, thì cái ảnh này là ảnh trên cuốn hướng dẫn để chúng ta biết cái mẫu đó là cái mẫu nào thôi. Còn một cái ảnh thì Tâm để trên màn hình các bạn là cái ảnh Photoshop nha. Còn một cái ảnh nữa là cái ảnh bìa đề can á, thì Tâm sẽ gửi theo, nhưng mà Tâm không có dán lên đây để các bạn xem, các bạn có thể biết được người ta một cái hình thôi mà người ta làm quá trời đi, quá trời quá đất hình ra quá trời ảnh. Nhưng mà cái nó khác nhau, cái kiểu bạn nhìn các bạn sẽ biết ra liền. Rồi mẫu này có 33 màu chỉ nha. Mẹ con hổ nhìn dễ thương các bạn ha. Trời ơi, thằng nhỏ nó quậy, không biết. Rồi cuốn hướng dẫn các bạn nhớ giữ lại cho đến khi nào các bạn theo xong bức tranh nha. Tại vì mỗi cái tranh á, nó có một cuốn hướng dẫn thôi. Đây là phần vải in màu 11CT, các bạn theo chỉ 3 dùm Tâm. 33 màu chỉ. Choáng quá các bạn ơi. Choáng vì cái mẫu này hầu như không có mảng, không có nha. Có một xíu chỗ này được hai đầu ngón tay thôi. Trời ơi mẫu này, à ở bên góc này có được một xíu nữa. Mẫu này là 9,5 phần là muối. Nó có chỉ có 0,5 phần là mảng thôi. Đây là bức muối luôn. Thôi Tâm đánh giá toàn bộ bức này là muối đi, chứ không có mảng miết gì hết trơn. Các bạn nhìn ha, hổ mẹ nè, hổ con. Nó sẽ có những cái vân. Ồ. Cái màu này in, cái màu in thì rất là xuất sắc rồi, Tâm không có bạn ha. Rồi các bạn xem cái màu chỉ nha, cái màu chỉ á. Xem cái màu chỉ các bạn mới đoán được cái màu của tranh thành phẩm. Còn các bạn xem cái ảnh bìa, ảnh demo hay là cái ảnh hướng dẫn, nó đều không thể hiện hết được cái màu của tranh thành phẩm. Để thể hiện hết màu của tranh thành phẩm thì các bạn xem chỉ, cái màu chỉ. Màu này cái tông chỉ màu, màu tông chỉ màu trầm rất là nhiều nè. Tâm thấy là nó hơi bị nhiều luôn á, màu tối á. Có những cái màu sáng và nó sáng sáng tươi. Đây ha các bạn ha. Màu vàng nè. Vàng kem á. Vàng kem, màu cam, màu nâu. Có màu xám lông chuột nữa. Rồi tỷ lệ màu sáng và tối của hình của cái mẫu mẹ con hổ là 73 phần là tông màu tối trầm. Rồi 3 phần là tông màu sáng. Đây là màu sáng nè. Các bạn xem ha, cái màu trầm. Màu lông chuột. Rồi mẫu này 220 miễn phí ship. Đây là hàng thiết kế nha các bạn, cho nên vốn dĩ hàng thiết kế nó đã cao rồi, chứ không phải Tâm bán lời cao đâu. Ở đâu ra mà lời cao? Tranh này là chỉ là sở thích thôi, bán lời cao làm sao bán được. Rồi Tâm qua mẫu này các bạn ha. Mẫu này thì không có gì lưu ý thêm rồi. Và Tâm quay cho các bạn mẫu mà đàn gà. Rồi đây là mẫu đàn gà nha các bạn. Mẫu đàn gà bên cây nho, mã số 9476, kích thước là 65 x 40 cm. Rồi các bạn xem cái phần vải in dùm Tâm nè, cái màu in nó, màu in thì Tâm thấy ok, nói chung là màu in không có gì khác ha, rất đẹp, rất là rõ. 33 màu chỉ đàn gà. Muối là 7 phần và mảng nó chỉ có 3 phần thôi nha các bạn. Đây các bạn xem ha. Rồi đây là cuốn hướng dẫn, thì các bạn giữ lại cho đến khi nào các bạn theo xong tranh nha.
Cái phần ký hiệu các bạn nên xem là ở phần cột dọc thôi, còn phần bên đây là người ta in chung. Phần ký hiệu này là từng mà từng bức nè, còn ở bên hông bên đây là in chung để cho các bạn biết. Các bạn mới học thêu á thì người ta nhìn bên đây để tập thêu cái mũi chữ X. Rồi. Đây là cái ảnh ở trên cái cuốn hướng dẫn, nó hơi mờ ha. Ảnh trên vải còn khó nhìn thấy dữ nữa. Tiếp theo là Tâm có để cái ảnh demo ở trên cái góc màn hình của video. Thì các bạn xem cái ảnh nó rõ ha, so với cái ảnh mà trên đề can nó cũng khá là rõ luôn. Nhưng mà điều Tâm nhắc các bạn là các bạn chỉ nên xem cái phần màu chỉ để đoán được cái màu của tranh thành phẩm, chứ còn những cái ảnh đó thì nó cho chúng ta biết là cái tranh đó là tranh gì mà thôi nha các bạn. Cái quan trọng là màu chỉ nè. Dù cho các bạn mua hàng ở đâu, mua hãng nào cũng vậy, nên lưu ý là màu chỉ nha. Cái màu chỉ nó mới nói lên cái màu của tranh thành phẩm. Đây. Thì cái tông màu chỉ này á, Tâm thấy nó là màu trầm là nhiều nè. Nó không, nó ít tông màu nóng lắm. Màu nóng có màu hồng, cam hồng, đỏ, hồng hồng này là hồng cánh sen đậm luôn á, và màu ruốc. Những cái màu này là màu đậm nè, màu này nó đậm hơn so với cái màu in trên giấy nha các bạn. Màu chỉ á đậm hơn so với màu in trên giấy. Thì nói chung á là lúc nào cũng vậy, Tâm hay nhắc các bạn xem cái phần màu chỉ để các bạn đón được màu của tranh thành phẩm. Xem cái phần màu chỉ cho nó chắc nha. Mẫu này là như ta, quên rồi, lại quên nữa rồi. 220 miễn phí ship toàn quốc. Đây các bạn xem màu ha. Tông màu trầm của nó cũng khá nhiều nha các bạn. Mẫu này cũng không có màu đen cho nên tranh lên nó không có tối nhiều lắm đâu. Rồi Tâm so giữa cái màu sáng và màu tối của nó nha. Tỷ lệ là 8-2, 8 phần màu sáng và 2 phần là màu tối. Màu tối nằm phía đây nè. Thì các bạn xem màu chỉ là ok rồi ha. Đây, phần chùm nho con gà nè, cái màu nó cam và cam đỏ, nó giống như cái màu ảnh mạng á các bạn. Cái màu ảnh mạng á. Rồi, Tâm qua mẫu này, Tâm quay cho các bạn một mẫu nữa là mẫu chim hạt. Rồi mẫu chim hạt cái này hình như là trái thọ, quả thọ phải không các bạn? Hình như đúng rồi. Chim hạt cây thọ. Hạt thì tượng trưng cho trường thọ nha các bạn. Hạt này thì chúc phúc với lại chúc thọ ông bà, thọ người lớn. Nó rất là ý nghĩa chúc thọ nha các bạn. Mẫu trên ảnh thì Tâm có để trên máy, thì Tâm có để video ở góc ha các bạn xem Tâm nha. Mã là 9472, kích thước là 65 chiều ngang và chiều cao lên là 40 cm. Mẫu này á phải là 11 CT, các bạn theo chỉ 3 giùm Tâm. Có tổng cộng là 33 màu chỉ. Đây là cuốn hướng dẫn thì các bạn xem cái màu trên cuốn hướng dẫn ha, nó nhòe ha. Thì người ta in á, cái màu hình khác nhau. Rồi thêm cái màu ở trên cái ảnh đề can nó cũng khác nhau. Và cái màu của cái trên cái ảnh bìa, ổ lộn, trên mạng, trên Photoshop, trên máy tính đó, nó cũng khác nhau nữa. Cho nên bây giờ Tâm sẽ để những cái ảnh đó riêng cho các bạn xem. Khi mà Tâm giao hàng tới, Tâm để riêng luôn, Tâm không có dán lên giùm các bạn ha. Để các bạn xem, để các bạn có thể biết được ha. Nó sự khác nhau giữa các máy in khác nhau. Rồi, và những cái ảnh chỉnh sửa, đa phần cái ảnh trên mạng là đều đã chỉnh sửa rồi, cho nên nó sẽ có những cái độ sáng nhất định khác. Nó sáng trưng luôn á. Cái điều quan trọng các bạn nên xem là xem màu chỉ giùm Tâm. Rồi mẫu này 33 màu. Các bạn xem cái màu chỉ nha Phan. Nhưng mà bây giờ xem cái vải trước đi. Trời ơi cái mẫu muối. Mảng nó nằm ở giữa những cái mảng lớn nè, còn muối á thì xung quanh ở trên cái trái thọ. Mẫu này đẹp ghê ta ơi.
thấy nhỏ chứ thật ra tâm tưởng là họ sẽ in hai con hạt nhỏ, ai dè hai con hạt được in bự in lớn hơn so với cái nền vải luôn á. Màu không chín. Rồi Tâm mở chỉ cho các bạn xem nè. Cũng như Tâm hay chia sẻ, các bạn nhớ là cái màu của tranh thành phẩm được quyết định bằng màu của chỉ, chứ không phải màu của các cái ảnh bìa, ảnh demo hay là ảnh Photoshop. Đây, số 9, 9 số 9 mảng là 436. Đây, cái phần mảng số 9 này các bạn, cái mảng số 9 trên màn hình các bạn thấy ha, cái màu của nó là màu vàng đất hay cam đất gì mà. Trời ơi cái màu nè, các bạn xem Tâm nha, đây là cái màu nền á, cái màu nền á, đậm ghê, nó không có nhạt đâu nha các bạn. Cam đất và vàng đất gì Tâm, không phải vàng đất mà nó là cam đất, cam nó sẽ qua đỏ chứ hơi nâu nâu quá các bạn, nâu đất. Trời ơi, Tâm nói một hồi lộn đầu lộn đít lộn đuôi hết trơn. Ở đây là màu hồng, màu ruốc, tông sáng và tối của cái mẫu này nè các bạn, màu sáng nó sẽ nhiều hơn nha, nó chênh lệch hơn. Mẫu này cũng không có màu đen, nó chỉ là nâu đen, cho nên tranh lên nó sẽ không tối thui, nó không có bị tối thui đâu các bạn yên tâm. Sáng giờ quay mấy mẫu toàn là đợt này về là những cái lô này là không có màu đen luôn á. Rồi những cái tông trầm nè, 73 nha các bạn, 7 phần là màu sáng và 3 phần là tông màu tối. Màu nền thì Tâm chia riêng rồi ha, màu nền nè. Các bạn xem cái tông màu nền xuất sắc. Cái màu này so với cái màu khung mà nâu đỏ các bạn, nếu các bạn có thể đóng được cái khung màu nâu đỏ lên nó sẽ đẹp lắm, nhưng mà không phải là đỏ đậm, nó thiên về màu nâu nhiều hơn nha. Cái khung á, nhưng mà sợ là không có thôi, sợ ở chỗ đóng khung họ không có thôi. Nó giống với cái ảnh mà vuông vuông mà Tâm để đầu tiên của cái video á các bạn, giống cái ảnh đó đó. Thì cái khung giống ảnh đó đẹp á. Nó sang. Với lại cái mẫu này các bạn chúc thọ rất là ý nghĩa luôn nha các bạn. Em này là 220, miễn phí ship toàn quốc. Bạn nào yêu thích sản phẩm thì có thể liên hệ Tâm ha, Tâm có giao hàng toàn quốc nên các bạn yên tâm. Mẫu này lên tranh đẹp, màu sáng sủa và nó có ý nghĩa là mừng thọ, chúc thọ. Rồi, video này Tâm đã quay hết 3 sản phẩm. Thì Tâm cảm ơn các bạn đã xem hết video, Tâm xin phép dừng video ở đây. Mong rằng sau khi các bạn xem hết video các bạn sẽ đăng ký kênh cũng như bấm vào quả chuông kế bên để ủng hộ Tâm ha. Khi mà Tâm up video mới á, YouTube á, sẽ thông báo cho các bạn biết. Rồi từ đó những cái mẫu mới các bạn có thể sở hữu đầu tiên. Cảm ơn các bạn rất là nhiều đã ủng hộ Tâm, đã ủng hộ, đã mua hàng của Tâm nè, cũng như xem kênh của Tâm nè. Cảm ơn các bạn. Bye bye và chào tạm biệt các bạn nha.